Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ô tô Thiện Nhân. Hôm nay kênh tạp chí Ô tô Thiện Nhân sẽ làm một cái video về một cái sản phẩm đã quá đỗi quen thuộc với đại đa số người dùng Việt Nam rồi. Đó là một cái sản phẩm mà nó đã đi vào tiềm thức của những cái tài xế ở Việt Nam. Đó chính là cái chiếc Suzuki Super Caravan. Đây là một cái sản phẩm không còn mới nữa. Cái thiết kế của nó vẫn còn được giữ nguyên sau 20 năm khi được ra mắt ở thị trường Việt Nam. Đây là một trong những cái sản phẩm mà bên mình vừa mới lấy và giao cho khách hàng trong một vài ngày tới. Thì cái sản phẩm này là mới 100%. Trong cái video này thì kênh Ô tô Thiện Nhân sẽ giúp các bạn tìm hiểu kỹ về một cái dòng sản phẩm có thể gọi là dòng sản phẩm huyền thoại tại thị trường Việt Nam. Chúc mừng các bạn là cái sản phẩm Super Caravan của Suzuki có một màu trắng sữa như thế này. Khi các bạn cái xe này chạy trong ngoài đường hoặc là khi các bạn tới các bạn xem cái dòng xe này, các bạn sẽ nhìn thấy cái điểm những cái đập thẳng vào mắt các bạn. Thứ nhất là cái dòng chữ Suzuki này, nó được dán đề can thôi, rất là dễ bóc. Nhưng ở đây thì có một cái logo chữ S rất là nổi bật của Suzuki như thế này. Chúng ta sẽ có thêm một cái tiêu chuẩn khí thải Euro 4 cũng được in to bản như thế này ở trên thân xe. Bên kia chúng ta sẽ có một cái logo của Super Carry, tên của cái sản phẩm này. Thì cái sản phẩm này đã ra mắt được 20 năm tại thị trường Việt Nam và nó không được nâng cấp gì trong khoảng thời gian 20 năm đó, ngoại trừ các cái động cơ từ tiêu chuẩn khí thải Euro 3 trở lên Euro 4. Chúng ta vẫn sẽ có hệ thống đèn pha bằng halogen thế hệ cũ. Chúng ta vẫn sẽ có hệ thống đèn xi nhan và đèn gầm vẫn là thế hệ cũ. Thì cái hệ thống đèn này đẹp thì nó vẫn không đẹp, thế nhưng mà nó là một trong những cái gì đó mà quen thuộc và hãng cũng không thay đổi gì cả sau 20 năm cái sản phẩm này ra mắt. Những anh em tài xế thì hay nói rằng cái sản phẩm này không có đầu. Các bạn thấy nhìn thấy nó không có một cái mũi thò ra như các cái sản phẩm khác như là Dometic 30. Camera có thể quay sang X 30 kia. Đấy, và nó không có đầu. Chúng ta sẽ thấy rằng là phần đầu này nó rất là ngắn. Đấy, thì còn các cái sản phẩm khác của xe tải van khác như là Đông Ben hoặc Kenbo, chúng ta sẽ thấy cái đầu nó dài ra hơn. Đấy, thì ở đây là chất lượng nhựa thì mình đánh giá là tại vì cái sản phẩm này ra mắt được thị trường 20 năm rồi nên nó đã có chỗ đứng trên thị trường rồi. Và các cái sản phẩm nhựa của nó cũng có độ bền rất là cao. Mặc dù là so với các cái sản phẩm của thời nay thì đây là một trong những cái sản phẩm mà định hình lại cái thị trường của cái phân khúc xe tải van. Đây là một trong những cái thùng. Các bạn có thể nhìn thấy là với cái thùng này cũng không được cải tiến gì sau 20 năm. Chúng ta vẫn có một cái hệ thống sàn bằng tôn như này. Kích thước thì sẽ nhỏ hơn so với các cái sản phẩm Đông Ben cũng như là Kenbo. Sản phẩm này nhỏ, nó phải nhỏ hơn khoảng 20cm, cả chiều rộng, chiều cao lẫn chiều dài. Ở đây chúng ta vì bên mình là lắp thêm một cái tấm chắn điều hòa cho khách hàng, mặc định là cái sản phẩm này không có. Thì cái sản phẩm này cũng không có điều hòa luôn. Thì cái sản phẩm này thì bên mình sẽ tiến hành lắp điều hòa cho khách. Như các bạn biết rằng cái máy này vừa sở hữu cái bộ máy là 1.0 hoặc 1.0 và cái công suất chỉ có 35kW thôi, và mặc định nhà sản xuất không có trang bị điều hòa cho cái sản phẩm này. Thì cái trang bị điều hòa này là mình lắp thêm và mình cũng sẽ lắp thêm cái tấm chắn điều hòa này cho khách. Đây, chúng ta sẽ đi ra đằng sau. Về cái phần hậu của Super Caravan, chúng ta đã thấy cũng không có gì nổi bật cả. Chúng ta vẫn có cái logo Suzuki ở đây nhưng không được dán đề can, mà logo này được in chìm đằng sau cái tấm nhựa này. Chúng ta có chỗ bắt biển này. Ở đây chúng ta khóa là khóa cơ, bắt buộc chúng ta muốn mở chúng ta vẫn phải dùng chìa khóa. Ok, đằng sau chúng ta cũng thấy là về cái chiều cao nó cũng sẽ thấp hơn các cái sản phẩm của Đông Ben cũng như Kenbo. Ở ngoài này nó vẫn là một cái lớp nhựa các bạn, chứ chưa phải là bằng tôn. Thì cái lớp nhựa này sau một thời gian sử dụng có thể là sẽ cũ đi, thế nhưng mà cái thay thế nó cũng rất là dễ dàng thôi. Chúng ta có thể tìm thấy ở bất kỳ một gara nào. Ở đây gioăng cao su này các bạn nhìn thấy là
nó giống với các sản phẩm xe van khác, chất lượng cũng khá tương đối ổn. Ok, đằng sau này thì mình thấy nó chả có gì đặc biệt cả. Ok, về lốp của cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ thấy là có một cái lốp với kích thước nó nhỏ hơn so với các cái xe van của năm 2019. Cái lốp này là lốp của Việt Nam, mặc dù có thương hiệu Yokohama ở đây, thế nhưng mà nhìn dưới rất rõ ràng là made in Việt Nam này. Chúng ta có hệ thống nhíp, nhíp này là nhíp treo với 5 lá. Các bạn có thể nhìn thấy, các bạn đợi một chút để anh camera anh quay sát, chúng ta sẽ nhìn thấy là hệ thống nhíp 5 lá. Với cái chiều, với cái khoảng trống gầm chỉ có khoảng 20cm thì cho phép các bạn lội nước an toàn ở mức nước 20m trong cái địa bàn Hà Nội khi mà chúng ta đến cái mùa lũ. Đấy, ở đây thì chúng ta có chỗ tàn nhạc nhiên liệu này. Thì với những khách hàng mà lần đầu tiên tiếp xúc với cái máy này thì có thể là hơi bỡ ngỡ là nó sẽ chạy máy xăng hay máy dầu. Nhưng mà hãng cũng không dán cái logo xăng ở đây để cho người dùng có thể biết được. Thì bên mình cũng gặp một vài trường hợp khách hàng đổ nhầm dầu và xăng. Nhưng mà cái sản phẩm nhỏ như này thì nó chỉ chạy xăng thôi. Ok, ở đây chúng ta sẽ có cái đèn riêng như này, logo Suzuki ở đây. Cái này mình sẽ đi kính cho nhỉ. Hình như là được dán cái tấm. Rồi thì cái sản phẩm này thì bên mình đã dán sẵn cái tấm phim cách nhiệt cho khách hàng. Để mà nhận biết được cái tấm phim cách nhiệt hay không, chúng ta chỉ nhìn thấy rằng là tấm kính này nó sẽ có một màu đen như này, nó đã được trang bị cái tấm phim cách nhiệt rồi. Đây là cái tùy chọn của khách hàng, thì mình cũng hỗ trợ để lắp cho khách. Với cái điều mình thích ở chiếc Suzuki Caravan này, nó chính là cái hệ thống loa. Cho mình đợi một chút để mình chào bạn. Ok, chúng ta sẽ có nội thất, chúng ta sẽ có những cái gì đây. Thứ nhất là chúng ta sẽ có cái hệ thống ghế ngồi da rất là êm ái, mà tất cả các cái hệ thống xe van bây giờ vẫn chưa được trang bị cái ghế ngồi thoải mái và êm ái như này. Chúng ta có một cái hệ thống cabin nó rất là classic, rất là cổ điển, có một màu đen. Hệ thống đồng hồ rồi táp lô đến vô lăng cũng không có cải tiến gì sau 20 năm, chúng ta vẫn có một cái tay lái không có trợ lực và không có kính điện, không có điều hòa. Chúng ta chỉ có một hệ thống loa của Pioneer rất là hay trong cái phân khúc này. Chúng ta sẽ có cái hệ thống lấy gió ở đây, mặc dù là hãng cũng có trang bị các cái khe lấy gió, nhưng mà khe lấy gió này chỉ dùng quạt thôi các bạn. Chúng ta lắp điều hòa vào đây thì nó mới có cái tác dụng là làm mát. Ok, cần số mọi thứ vẫn được giữ nguyên sau 20 năm. Chân ga rồi phanh và côn vẫn được giữ nguyên. Mình không thích cái đồng hồ này lắm, nó xấu quá. Ok, cơ chúng kính chúng ta muốn chỉnh kính, chúng ta lại phải dùng cơ thôi, không có cách nào để thay đổi cái điều đó cả. Cái này có USB để chúng ta có thể thay đổi các cái nhạc các phần này. Ở đây có một cái xe đồng hồ. Ok, chán quá. Nhìn cái nội thất không có gì đổi gật cả. Vậy thì sau 20 năm thì cái dòng sản phẩm này cũng có chỗ đứng nhất định trong thị trường Việt Nam, và nó cũng có được những cái sự yêu thích của những bác tài xế ở thị trường Việt Nam. Nói đến cái xe Super Caravan này, trong lòng người dân Việt Nam chúng ta vẫn thể hiện ra một cái xe bền bỉ theo thời gian, tiết kiệm nhiên liệu và hữu dụng trong cái đường phố Việt Nam, nhất là trong cái đường phố ở làng, ở xã. Chúng ta có cái đường rất là nhỏ nhưng cái sản phẩm này sẽ không bị phụ thuộc, nó có thể vào được, nên nổi được khắp mọi nơi. Rồi cái xe này thì bên mình hiện tại cũng đang chuẩn bị sắp tới giao cho khách hàng. Nếu các bạn có các cái nhu cầu hỏi giá về cái xe này, hoặc là cần giải đáp về các cái thông tin kỹ thuật của dòng xe này, các bạn có thể để lại comment ở bên dưới video hoặc gọi qua số điện thoại của mình 0987733322. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.